Hai, chào quý vị các bạn nhé. Thời điểm này cũng đã là đầu tháng 12 rồi. Thì thời điểm này hiện tại Mitsubishi Xpander hiện tại có rất nhiều cái chương trình ưu đãi. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cho quý vị các bạn những cái ưu đãi của các dòng xe Mitsubishi Xpander thời điểm tháng 12 2021 nhé. Với Mitsubishi Xpander thì xe sẽ có 3 phiên bản. Đầu tiên là bản số sàn 555 triệu. Tiếp tới sẽ là bản số tự động 630, và bản cao cấp nhất sẽ là bản Xpander Cross, thì bản đấy đang có mức giá là 670 triệu. Hiện tại thời điểm hiện tại thì các bác sẽ được hỗ trợ là lãi suất là 0%, rất là thấp trong thời điểm tháng 12 này. Và ngoài ra anh em sẽ được tặng một gói phụ kiện chính hãng, cộng thêm là anh em sẽ được tặng về phí trước bạ nữa. Đấy là những cái chương trình ưu đãi chính của các dòng xe Mitsubishi Xpander nhé. Bên cạnh em đây đang là chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản số tự động. Bản này là bản thường, không phải bản Cross nhé. Với phiên bản Cross thì anh em sẽ có một cái mâm nó to hơn này, có thêm cái thanh giá nóc và có thêm cái mặt ca lăng phía trước, nó thiết kế khác đi nhiều. Còn bản thường này thì nhìn nó sẽ mềm mại hơn, nó phù hợp đi gia đình, nó đa dụng hơn. Tất cả các phiên bản Mitsubishi Xpander thì đều là dòng xe 7 chỗ nhé, dòng xe MPV 7 chỗ. Rất là phù hợp để anh em có thể là chạy gia đình, hoặc là nếu mà anh em mà tiết kiệm lấy cái bản số sàn chỉ hơn 500 triệu thôi thì anh em chạy dịch vụ thì cũng rất là nhanh thu hồi vốn. Thì sau đây mình sẽ quay rõ hơn về chiếc Xpander này để cho anh em có thêm cái nhìn về cái dòng xe bán chạy nhất của cái dòng 7 chỗ này nhé. Về chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản 1.5 số tự động thì đây là phiên bản là có mức giá lên đến 630 triệu nhé. Bản này thì anh em sẽ có trang bị đây. Ở phía trước là một cái mặt ca lăng rất đặc trưng của Mitsubishi. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể là theo ngôn ngữ là Dynamic Shield, ở giữa sẽ là một cái chữ X mạ chrome. Cụm đèn phía trước anh em sẽ trang bị là cụm đèn phía trước là cụm đèn full LED nhé. Đây, con này cũng có thêm giải đèn LED trang trí rất là đẹp. Đấy. Về kích thước tổng thể thì xe sẽ có chiều dài là gần 4,5 m này. Đấy. Phiên bản này thì sẽ sử dụng là mâm đúc hợp kim 5 cánh và đây là mâm 16 inch nhé. Đấy. Xe sẽ có trang bị ở phía trước là phanh đĩa này, phanh phía sau thì sẽ là phanh tăng trống. Ở đây thì anh em sẽ có tay nắm cửa mạ chrome, có nút bấm mở cửa trên tay nắm cửa, gương là gương gập điện và có tích hợp xi nhan trên gương. Bản này thì anh em chưa có giá nóc, nhưng mà ở phiên bản Xpander Cross thì anh em sẽ có giá nóc, và ở bản Xpander Cross thì anh em sẽ có kích thước la răng là 17 inch nhé, lớn hơn một chút. Máy 1.5 thì anh em sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 6,9 lít trên 100 cây đi kết hợp, rất là tiết kiệm, chiếc xe 7 chỗ mà. Về phần đằng sau thì anh em sẽ có một cái đây, cụm đèn phía sau cũng là dạng LED này, rất đẹp. Anten dây cá, có đèn phanh trên cao. Đấy. Cốp thì vẫn là mở cơ nhé. Phần cốp thì anh em vẫn là cốp mở cơ. Và hàng ghế thứ 3 anh em có thể gập phẳng được. Đây, hàng ghế thứ 3 thì anh em có thể gập phẳng ra được. Đấy. Đấy. Gập phẳng hoặc là dựng lưng được. Đấy. Về nội thất thì anh em sẽ có nội thất ở phiên bản số tự động sẽ là ghế da, phiên bản số sàn thì sẽ là ghế nỉ anh em nhé. Đấy. Phiên bản số tự động này sẽ là ghế da. Đấy. Tất cả ghế là ghế da và màu đen. Ở phiên bản Xpander Cross thì anh em sẽ có thêm cái nội thất là ghế da hai tông màu, nhìn nó thể thao hơn thôi. Hàng ghế phía trước thì vẫn là chỉnh cơ anh em nhé. Bản này thì có trang bị hệ thống giải trí là 6 loa, hệ thống an toàn là 2 túi khí. Về tiện nghi thì anh em sẽ có vô lăng là vô lăng thể thao bọc da 3 chấu và có tích hợp là cái nút kiểm soát hành trình Cruise Control này. Có chìa khóa thông minh Start Top. Màn hình anh em sẽ có màn hình 7 inch kết nối được Apple CarPlay, Android Auto. Điều hòa bản này thì là điều hòa chỉnh cơ nhé. Đấy, 2 chiều nóng lạnh. Hộp số thì với bản số sàn thì sẽ là hộp số 5 cấp và số tự động là 4 cấp. Đấy. Về nội thất thì bản này nó không thay đổi nhiều. Nó ra mắt cũng được một thời gian rồi nên là nó cũng không khác nhiều. Ở đằng sau anh em sẽ có thêm một cái cửa gió nhé. Xe này thì có hai giàn lạnh mà. Sẽ có thêm các cửa gió điều hòa với hàng ghế thứ hai, cho người ngồi hàng ghế thứ hai cũng rất là thoải mái. Đấy. Với mức giá thì hiện tại là ngoài mức giá hỗ trợ này thì anh em có thể gọi theo số hotline của em ở dưới để được báo cái mức giá mà giảm sâu nhất của chiếc Xpander phiên bản 2021 này.